Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay tiếp tục mình làm một video để mình chia sẻ cho các bạn về các cái kỹ thuật thi công. Thì hôm nay mình làm một video mình chia sẻ với cái chủ đề đổ bê tông tay. Bởi vì các bạn cũng biết là đối với một số khu vực hoặc là một số các đường đi mà nó nhỏ quá, chúng ta không đổ bê tông máy được, không đổ bê tông thương phẩm được, thì chúng ta phải đổ bê tông tay. Hoặc là một số địa phương là không có bê tông thương phẩm thì chúng ta phải đổ bê tông tay. Hoặc đó là cái sở thích của chủ nhà muốn kiểm soát được cái chất lượng của cái vật tư nên là họ thích đổ bê tông tay. Chính vì vậy hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một số các cái lưu ý khi chúng ta đổ bê tông tay. Bởi vì các cái lưu ý này là cái mà nó thường hay bị lỗi và hay xảy ra nên mình phải lưu ý cho các bạn. Rồi, mình đã viết ra đây các cái lưu ý rồi. Cái thứ nhất thì cái lưu ý về cốt liệu. Thì cái cốt liệu này này, thì thường đổ bê tông tay thì mình đã kiểm soát được cái chất lượng của nó rồi, nhưng mà mình cũng phải nhắc lại cho các bạn. Thứ nhất là cái cốt liệu mà thường nó ít đúng nhất, nó là đá. Thì khi mà đổ bê tông thì thường mình hay đổ bê tông là mác 200 hoặc là mác 250. Nhưng mà cái đá này thường người ta hay gọi là cái đá 12. Thì cái đá 12 thì các bạn cũng phải coi nó là cái đá đúng là đá 12 nhá. Bởi vì ở ngoài thị trường khi mà người ta làm á, người ta làm cái đá nó không có đúng đá 12 mà thường nó là 1, 2, 3, 4. Đó, thì cái đá nó không có đều. Cái thứ hai là cái hạt đá nó bị dẹp quá, nó không có được tròn. Thì đá mà tốt nhất thì là cái hạt nó tròn nhất thì nó gọi là đá tốt. Và cái thứ ba là cái đá nó cường độ nó tốt. Thì có thể là các loại đá xanh thì cường độ nó sẽ tốt hơn là loại đá đen. Thế là mọi người cần phải lưu ý về cái đá. Và cái thứ ba là cái đá nó cần phải sạch, nó không bị nhiễm các cái hạt đất hoặc là các cái đá vụn, đá dăm nhiều. Thì cái đấy thì nó sẽ không có tốt. Rồi, cái thứ hai lưu ý về cái cát. Cái cát thì chúng ta cũng cần phải kiểm soát, bởi vì cái cát nó rất là quan trọng. Thì đối với cái cát á, thì chúng ta phải kiểm tra xem là có bị nhiễm đất hay không, nhiễm phèn hay không, nhiễm phù sa hay không, nhiễm rác cỏ cây hay không. Và cái thứ hai là đối với cái cát đổ bê tông thì chúng ta phải chọn lại cát sạch, cát có hạt to. Hạt to thì rất là tốt. Thì nếu mà cát tốt nhất đó là cát suối đó, hoặc là cát sông thì nó sẽ là tốt nhất. Thì các bạn cũng cần kiểm tra cái đá này, cái cát này. Và cái xi măng thì thường thì mình nói là cái xi măng thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn ở đằng sau cái xi măng đó. Thì mỗi loại xi măng nó sẽ có những cái hướng dẫn nó khác nhau. Và cái cuối cùng về cái cốt liệu chúng ta cần phải kiểm tra đó là cái hàm lượng của từng loại cốt liệu. Thì thường đối với cái người thợ hoặc là dân gian á, thì đổ bê tông họ hay đổ bê tông là 4-6 hoặc là 5-7. Thường là 4-6 nó là mét 250, gọi là 4-6. Đó, nó là 4 cát 6 đá, đá luôn luôn nhiều hơn cát. Thì người ta hay quan niệm nó là mét 250, M250. Đó, còn nếu mà chúng ta đổ 5-7, 5 × 7 thì nó là 5 cát và 7 đá thì nó là mét 200. Đó, nó vậy thôi. Thì chúng ta cần phải kiểm soát cái này. Bởi vì chỉ sợ thợ nó quên thì nó đổ cái lượng đá và lượng cát nó không phù hợp, thì chúng ta không có đạt được cái mét như mình mong muốn. Nên là đây là cái lưu ý đầu tiên. Còn cái lưu ý thứ hai đó chính là cái nước. Cái nước này là cái mình phải nhắc thường xuyên này. Bởi vì các cái công trình đổ bê tông tay á, thì nó tùy thuộc vào cái người mà trộn cối á, người xúc cái nước đó đó. Thì nếu mà người ta xúc nước không đều thì nó sẽ xảy ra hiện tượng thứ nhất là cái bê tông nó bị khô quá, hoặc cái thứ hai là cái bê tông nó bị nước nó nhiều quá, nó bị loãng ra. Và khi chúng ta đổ lên sàn thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là lòi toàn là đá ra thôi. Thì cái hiện tượng này là mình thường là đối với cái công tác đổ bê tông là mình đứng ngay chỗ cái cấu trộn để mình coi đó, để mình phải nhắc nhở đó. Thì các bạn cần đặc biệt lưu ý tới cái nước, bởi vì cái nước nếu mà nước ít quá thì nó làm cho bê tông nó không được đều lên, nó không có được cái hỗn hợp, nó không được chọn đều lên. Thì khi mà chúng ta đổ ra chúng ta thấy nó vón cục thì người ta gọi là bê tông sóng, hoặc là các cái cát nó không có trộn đều vô trong cái đá với cái xi măng á, thì chúng ta sẽ thấy là nó còn các cái cát vàng vàng nó dính trên cái bề mặt bê tông á, thì bê tông đấy nó còn sóng, nó chưa có đạt chất lượng. Hoặc là cái thứ hai là cái nước nó nhiều quá thì nó làm lỏng, nó làm chảy cái xi măng ra. Thì khi chúng ta đổ chúng ta thấy trơ ra toàn là đá thôi. Thì cái đấy nó cũng rất là nguy hiểm. Đó. Thì cái đây là các bạn cần phải lưu ý, đặc biệt là cái nước. Thì nếu mà nước nhiều quá hoặc là nước ít quá thì nó không đạt được cái mét của cái bê tông.
nên là nó sẽ không đạt được cái chất lượng. Thường đối với đổ bê tông tay, đây là cái vấn đề mình lo ngại nhất, nên các bạn phải đặc biệt chú ý tới cái vấn đề nước nha mình. Đó. Bởi vì nếu mà nước mà khi mà chúng ta đổ lên sàn mà cái bê tông mà nó khô quá, mà chúng ta bơm thêm nước lên trên sàn á, để chúng ta dùi vô á, thì lúc đấy cái bê tông nó bị hư rồi, nó sẽ bị giảm cường độ đi rất là nhiều. Nên là khi mà bê tông mà chúng ta đã trộn rồi là chúng ta không được thêm nước vào cho nó. Nên là các bạn cần phải lưu ý cái vấn đề về nước này. Đó. Là cái đối đổ bê tông tay ở đây là đặc biệt lưu ý nha. Đó. Các bạn hãy chú ý. Nó sẽ làm giảm chất lượng của bê tông rất là nhiều. Đó. Rồi. Và mình nói thêm một xíu về cái nước này, thì khi mà chúng ta đổ bê tông ấy, thì chúng ta có cái đầm dùi á, thì các bạn cũng cần phải lưu ý. Đối với mình á, thì mình thấy là một số người hoặc một số anh công nhân á, thì dùi cái bê tông dùi rất là lâu, rất là kỹ. Mà thường á, dùi lâu và dùi kỹ nó sẽ làm cho cái nước nó nổi lên trên mặt. Cái nước trong cái bê tông nổi trên mặt thì nó làm phân tầng cái bê tông nó đi. Cái đá nó sẽ tụt xuống dưới và cái nước nó sẽ nổi trên. Nó làm cho bê tông của chúng ta bị hư. Nên là đối với tiêu chuẩn mà để dùi bê tông thì chúng ta dùi khoảng vài giây tới mười mấy giây thôi. Chúng ta không nên dùi nó quá kỹ. Đó. Dùi nó kỹ quá thì nó sẽ làm nổi nước lên thôi. Chủ nhà thì không biết đâu. Thấy dùi càng kỹ thì càng thích. Đó. Nên là mà bê tông nó hư chúng ta không biết. Đó. Rồi. Cái thứ ba, ở đây là cái vị trí mà đổ bê tông tay á, thì thường đối với khi mà đổ bê tông tay thì người thợ người ta hay chống cái dòng rọc á, ngay cái vị trí neo sàn á. Nên là chúng ta cần phải gia cố cái vị trí chỗ đó. Họ hay cột những cái cây thép, dây thép kẽm 6 và kẽm 8 á, họ hay cột vào các cái dầm, các cái đè á. Bởi vì khi mà kéo lên á, nó sẽ kéo vào các cái dầm đè đấy. Nó sẽ làm cái sàn của chúng ta bị xô lệch đi. Và nó sẽ làm cho cái sàn của chúng ta nó bị rùng. Nên là đối với đổ bê tông tay thì các bạn cần lưu ý cho mình là phải gia cố rất là chắc các cái vị trí mà họ gắn cái dòng rọc với họ buộc các cái thép neo đấy, để cho cái sàn của chúng ta nó không bị xô, nó không bị rung. Đó. Rồi. Cái thứ tư là cái cần phải lưu ý nữa. Đó là đổ bê tông tay là sao? Khi họ kéo cái giỏ bê tông lên rất là nặng, đó, cả trăm hơn 100 kg á, thì hai người ta mới vác đi, thì cái đường đi á, nó rất là quan trọng. Thì đường đi các bạn có thể thứ nhất là lót các cái ván cho họ đi lên. Hoặc cái thứ hai để làm nó tốt nhất thì mình nên cái thép sàn này mình đi luôn lớp sàn hai lớp á. Bởi vì mình gặp rất là nhiều cái trường hợp mà mình làm cái lớp sàn mà một lớp mà cắt thép mũ một phần tư nhịp á, thì họ đạp lên, họ đi họ đạp lên. Nó dùng cái sàn á, họ đạp hồi nó cong, cái sắt nó ngửa đầu ngửa cổ hết lên. Nó cong vành, nó nhảy tùm lum hết. Nên là cái sàn nó nát luôn. Đó. Nên là đối với cái đổ bê tông tay thì các bạn cần phải lưu ý cho mình. Một là lót ván. Còn hai thì các bạn có thể là làm thép sàn hai lớp luôn. Hai lớp thì sao? Cái ưu điểm của nó là cái lớp sàn khi mà chúng ta kê lên nó rất là cứng, rất là đẹp. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó tốn sắt. Đó. Nên các bạn cần phải lưu ý cái này. Rồi. Rồi, tiếp tục cái thứ năm, tức là khi mà chúng ta đổ bê tông cũng thế. Thì chúng ta hạn chế là đổ bê tông tập trung lại thành một cái đống. Đó. Thì những cái anh mà anh vác các cái xô đó thì anh hay đổ nguyên đống đó. Nó bắt đầu cào ra. Thì các bạn cũng cần phải lưu ý. Khi mà chúng ta đổ bê tông, chúng ta hãy đổ từ đằng sau ra đằng trước mà chúng ta đổ giật lùi á. Và khi mà chúng ta đổ thì chúng ta đổ tuần tự. Đó, đổ trong đè trước xong bắt đầu đổ ra sàn, đổ qua đổ lại. Để làm sao? Chúng ta phải lưu ý nữa là rất là nhiều người hay bị mắc phải những tình trạng như thế này nè. Thứ nhất là đổ hết trong cái đè xong mới quay lại đổ cái sàn. Thì lúc đấy thì cái chỗ cái đè nó bị khô mất rồi. Hoặc là cái thứ hai là trên cái đường đi á, mà để người thợ người ta vác cái xi măng, cái thùng bê tông họ đi á, thì họ đổ trước cái chỗ cái đường đi đấy. Để mục đích là sao? Để họ dẫn lên đấy thì nó không bị cong thép. Nhưng mà khi mà chúng ta đi mới khoảng thời gian khoảng hơn 1 tiếng tới 2 tiếng thì cái vị trí mà chúng ta đổ cái bê tông đó, chúng ta làm đường đi á, thì cái bê tông chỗ đấy nó bị nát ra rồi, nó bị khô hết rồi. Nên là nó sẽ làm giảm chất lượng bê tông ngay vị trí chỗ đó. Nên là các bạn cũng phải lưu ý là các bạn không nên đổ bê tông trên cái đường đi của người thợ, người ta đi, người ta vác bê tông á. Bởi vì mình cũng gặp một số cái trường hợp như vậy rồi. Thì cái đấy là không có đúng kỹ thuật. Nên các bạn cũng cần phải lưu ý. Đó. Và khi mà chúng ta cào ra thì chúng ta cũng nên tập trung đông người để chúng ta cào cho nó nhanh. Và chúng ta đầm dùi liền. Bởi vì cái bê tông, đặc biệt là đối với trời nắng, mà chúng ta không có thao tác nhanh thì cái bê tông nó rất là dễ bị khô. Mà khi bê tông khô á, thì cái người thợ á, người ta lấy cái
cái thước á, cái thước 2 mét hoặc cái thước 1,5 mét người ta cán nó rất là khó. Thì người ta hay yêu cầu là chúng ta phải bơm thêm nước vào để họ cán cho nó dễ. Thì khi mà bơm nước vô nhiều á, thì nó sẽ làm cho cái bê tông của chúng ta nó bị giảm cái chất lượng đi, bởi vì cái nước nó hòa tan cái bê tông đó. Đó, nên là cái trường hợp đấy mình cũng gặp rồi. Nên là đối với nhà ai mà làm mà đã xảy ra hiện tượng đấy thì các bạn cũng phải lưu ý. Đó. Nên là cần tập trung đông người để làm cho cái công tác đổ bê tông nó nhanh nhất có thể. Đó. Để chúng ta hoàn thiện bề mặt nhanh nhất. Và cái người cán họ cán cũng rất là dễ, bởi vì nó còn có nước ở trong cái bê tông, nó còn lỏng. Họ xoa, họ lắc nó rất là dễ. Thì cái sàn của chúng ta nó rất là đẹp. Các bạn phải lưu ý cái vấn đề đấy. Do. Thì cái đầm dùi này nãy mình vừa nói rồi. Thì các bạn cũng cần phải lưu ý. Dùi ngay vị trí bê tông nó khó xuống là các cái vị trí mà giao giữa cột với dầm á. Đó, chúng ta cần phải dùi các vị trí đó. Và không nên dùi nó quá nhiều, không nên dùi nó quá kỹ. Nó làm mất nước bê tông và nó làm phân tầng của bê tông. Đó. Rồi, thêm một cái nữa mà mình cần phải lưu ý với các bạn là khi mà chúng ta đổ bê tông thì chúng ta đặc biệt chúng ta cần phải lưu ý các cái vị trí liên kết, các vị trí đầu cột, các vị trí bê tông cũ, bê tông mới thì chúng ta cần phải vệ sinh rất là sạch sẽ. Cái thứ hai là chúng ta cần phải tưới các cái bê tông, các cái xi măng liên kết để cho cái ngay vị trí đấy nó liên kết để nó tốt, nó kết dính với nhau rất là tốt. Đó. Nếu chúng ta không đổ các cái lớp xi măng chỗ đấy thì cái vị trí đấy nó hay hình thành các cái vết nứt, nứt khoanh tròn đó. Đó. Thì khi mà chúng ta gỡ sàn ra, chúng ta nhìn ngay vị trí các cái đầu cột đó, thì nó hay có các vết nứt khoanh tròn đó. Nên các bạn cũng cần phải lưu ý mấy cái đấy để cho cái công trình của chúng ta nó đạt cái chất lượng. Đó. Thì mình chia sẻ những cái lưu ý về đổ bê tông tay như vậy thôi.